Xin mến chào tất cả các bạn. Và năm mới thì cũng đã qua rồi. Và năm nay thì hôm nay thì cũng là mùng 6, mùng 7 rồi, tại vì chênh lệch cái giờ Việt Nam với Mỹ. Nhưng mình cũng xin chúc lại nữa, là xin mến chúc tất cả là mọi người năm mới thật nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe. Và mình cũng cầu nguyện cho Chúa ban phước xuống cho tất cả mọi người, không ai bị trong chúng ta bị mà cái virus mà cô là này. Đó là một điều mà mình cầu nguyện hàng ngày cho tất cả các bạn. Và hôm nay mình vô chủ đề chính là mình sẽ đi thét khói xe chiếc Toyota Highlander đời 2009 của mình. Bây giờ các bạn cùng với mình đi lại chỗ thét mà thét khói nha. Hôm nay mình sẽ đi là tới chỗ mà đi đi khiêu để mà test khói xe cho chiếc Toyota Highlander. Ở đây thì nó thường làm hết nguyên tuần nhưng mà thứ hai thì nó sẽ nghỉ. Đây lúc đầu mình sẽ quẹo vô. Nhưng mà khi mình đi mình test khói xe nữa, đi đi khiêu thì mình phải đem cái phải có bảo hiểm đầy đủ của chiếc xe. Đây. Giờ mình sẽ đến chỗ check-in. cho nên check-in. Đó. Đang mình vô đó mình lấy cái số đang mình thép biết vô cổng nào. Đó, khi mà check in xong thì bây giờ nó sẽ cho mình biết là mình sẽ vô là cái cổng số 4. Đây mình đang chuẩn bị tiến vào. Đây thì đi đi test đi khiêu thì nó test khói thôi, nó cũng giống như kiểu bên Việt Nam đi đăng kiểm đó, nhưng mà hôm nay thì chỉ đặc biệt nó chỉ có là test khói thôi. Đó, ở đây mình sẽ chờ là ở phía trước là đang có một chiếc xe là đang đang test khói. Nó để mình quay cái cận cảnh cho các bạn biết. Đó. Thì xong thì nó cho xe nổ máy và nhân viên xuống. Rồi nó kêu mình đi lên. Để mình lên nó thét khói. Đó, nhân viên sau khi là câu dây vô chiếc xe. À, để biết là cái xe mình nó hiệu gì và cái đời gì. Ở đây là có nó nhiều cổng đó, 1 2 3 4 5 cổng rồi. Đó. Mỗi một cổng gì thì nó sẽ test hai chiếc xe cùng lúc. Giờ này thì cũng 12 giờ thì người ta cũng đi ít, nó không nhiều. Thì sau khi là nó gắn dây vô xe mình để nó biết mình là cái xe loại xe gì, cái model xe gì, hiệu gì luôn. Để nó biết là nó cắt nó tính tính tiền. À, trong khi là chờ đợi nó để cái đồ thét khói vô. Khói nó lạ chút là nó chỉ có câu cái dây điện vô trong phía dưới tay lái của mình thôi, rồi nó nói là xong.
cái mình mới hỏi nó đấy, ta thấy là những khi trước đó là mày có để một cái thiết bị vô trong cái ống khói xe của tao, sáng nay không để. Nó nói là chiếc xe của mình là cái mai nó còn thấp, thành ra là không cần làm nó, trên máy nó đã test xong rồi, nó không cần làm nó nữa. Thì là năm nay là nó không có để cái thiết bị vào trong cái vô, là như vậy. Sau khi mà mình đi đến cái chỗ mà đi khiêu á, mình thác khói xong chiếc xe của mình á, thì mình về nhà mình dán hai cái tháp vô trong cái bảng số ở phía trước ở và ở phía sau cái chiếc xe để mình đi. Thì nó là cái thời hạn là 2 năm, thì năm nay năm 2020 thì mình tới 2 năm nữa mình mới đi mà thác khói lại, thì nó sẽ để lên đó là cái tháp đó là 2020, rồi đó mình chạy mình yên tâm rồi đó. Bây giờ mình sẽ gắn vô trong chiếc xe của mình.